Triệu Lộ Tư gây tranh cãi vì cố tỏ ra dễ thương. Triệu Lộ Tư là sao nữ thường xuyên gây tranh cãi về tính cách trong số các tiểu hoa 95. Mới đây, loạt hình ảnh trong buổi chụp hình của nữ diễn viên lại tiếp tục bị đem ra bàn tán vì quá nóng mắt. Theo đó, Triệu Lộ Tư đã có buổi chụp hình quảng cáo cho nhãn hàng, nàng tiểu hoa buộc tóc hai bên, mặc váy hai dây màu hồng, tương tác cùng sản phẩm và quả dâu tây. Nhìn tổng thể, diện mạo của Triệu Lộ Tư khá xinh xắn và ngọt ngào. Sẽ không có gì đáng nói nếu nữ diễn viên không có những biểu cảm lố lăng, quá đà, cố tỏ ra đáng yêu, dễ thương. Việc Triệu Lộ Tư diễn cùng đạo cụ là quả dâu tây cũng gợi nhắc netizen nhớ đến hình ảnh ăn dâu bằng hai tay của Giang Quân Văn. Trước đó, Triệu Lộ Tư cũng đã nhiều lần bị so sánh với Giang Quân Văn vì phong cách chụp ảnh, trang phục, trang điểm tương đồng. Nàng tiểu hoa còn bị nghi ngờ cố tình chỉnh sửa khuôn mặt cho giống với nữ idol Hàn Quốc. Nhiều fan tỏ ra lo lắng cho Triệu Lộ Tư vì Angelababy cũng đang lao đao sự nghiệp vì sở thích theo đuổi các idol Hàn. Trong năm 2023, Triệu Lộ Tư đạt được thành công với Vụn Trộm Không Thể Giấu. Tuy nhiên trước đó cô lại bị chê tơi tả trong Hậu Lãng Hay, mới đây nhất là Thần Ẩn, đóng cặp với sao Nam Mộng Hồi Đại Thanh, Vương An Vũ. Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư đã chính thức khép lại. Tuy nhiên, những bàn luận xoay quanh bộ phim vẫn chưa hạ nhiệt. Bên cạnh một số lời khen từ phía người hâm mộ, phần đông khán giả đều cho rằng dự án lần này chưa thật sự xứng tầm với hai từ bom tấn, khi có nhiều lỗ hổng về kịch bản, diễn xuất, lẫn tạo hình của dàn sao. Theo truyền thông Trung Quốc, sau thời gian chiếu đã chính thức mở điểm đánh giá trên Douban, Thần Ẩn chỉ nhận được mức điểm khiêm tốn là 6.2 điểm. Tính đến chiều ngày 15 tháng 1, nhìn vào kết quả này có thể thấy, dự án của Triệu Lộ Tư chưa phải là bộ phim được khán giả quá yêu thích và quan tâm. Bởi vậy, khán giả cho rằng, cách tốt nhất để chinh phục công chúng chính là rèn luyện diễn xuất, tham gia vào những tác phẩm chất lượng, thì Triệu Lộ Tư mới thực sự củng cố được địa vị trong showbiz. Búp bê cổ trang thế hệ mới khoe sắc trong tạo hình mới, đẹp nhưng bị nhận xét quá nhàm chán. Vừa qua, bộ phim Tử Dạ Quy đã chính thức khai máy, tạo hình của nữ chính Điền Hi Vi cũng đã nhanh chóng được hé lộ. Ngay lập tức, nó đã thu hút nhiều sự chú ý. Tổ tạo hình đã thiết kế cho Điền Hi Vi mái tóc rất đẹp, khoe trọn vẻ dễ thương của cô nàng. Về trang phục, tạo hình này của mỹ nhân sinh năm 1997 lấy ba màu vàng trắng cam làm chủ đạo, khiến nữ diễn viên trông càng thêm xinh đẹp, rực rỡ. Phục sức cũng được chăm chút kỹ lưỡng, kết hợp với phần tóc búi gọn gàng, tôn trọn đường nét khuôn mặt của sao nữ sinh năm 1997, được mệnh danh là búp bê cổ trang thế hệ mới. Tạo hình lần này cũng không làm khó được Điền Hi Vi, song một số cư dân mạng lại cho rằng, cô nàng đã nhiều lần có tạo hình tương tự, hình ảnh mới không khác gì những dự án trước đó, gây cảm giác nhàm chán cho người xem. Một số bình luận của cư dân mạng, đẹp thì đẹp thật á, nhưng mà tạo hình cứ na ná nhau, vai diễn không đa dạng, thấy vai nào cũng kiểu dễ thương nhí nhảnh, điển xuất một màu nên cảm giác phim nào cũng như phim nào. Tạo hình này đẹp, nhưng hình như phim với Vương Hạc Đệ cũng tạo hình na ná như vậy thì phải. Tử Dạ Quy được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình, huyền huyễn, Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày của tác giả Phù Hoa, xoay quanh hai nhân vật chính là Vũ Trinh và Mai Trục Vũ. Vũ Trinh xinh đẹp lại mang thân phận quận chúa, tuy nhiên, dù đã 26 tuổi nhưng cô chưa thể tìm được phu quân, và còn mang tiếng là kẻ ăn chơi trác táng bậc nhất thành Trường An. Trong khi đó, Mai Trục Vũ 22 tuổi lại là một vị đạo sĩ Bắc Yêu đoan chính, hai người được định là kẻ thù của nhau, nhưng không ngờ lại có duyên kết thành phu thê. Tin tức này đã khiến cả thành Trường An bất ngờ và để ý tới, bởi một người chính trực và một người tiếng tăm chẳng ra gì lấy nhau, chắc chắn sẽ vô cùng gà bay chó sủa. Ấy vậy mà sự việc diễn ra lại không như suy nghĩ. Được biết, tình màn ảnh của Điền Hi Vi ở tác phẩm này là Hứa Khải. Nam diễn viên đang làm chuyện quan trọng thì bị quay lén rồi tung lên mạng, clip dài gần một phút gây bão. Sáng ngày 12 tháng 1, truyền thông xứ Trung đưa tin, một nhóm paparazzi đã leo lên cây cao để săn ảnh Thành Nghị. Được biết, nam diễn viên đang tham gia ghi hình cho phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền. Thành quả mà nhóm paparazzi thu hoạch được vô cùng ngọt ngào. Theo đó, họ không chỉ ghi lại được khoảnh khắc đắt giá của Thành Nghị, mà còn giúp siêu thoại của bộ phim vượt qua Liên Hoa Lâu, đứng đầu bảng xếp hạng siêu thoại phim truyền hình Weibo. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền vừa khai máy đã dính nhiều lùm xùm không hay. Nhiều người cho rằng, thông tin về lễ khai máy là giả, để kéo nhiệt cho phim chứ dàn diễn viên chính không hề tham gia. Tuy nhiên, nhà sản xuất Vương Nhất Hữu đã đập tan tin đồn bằng việc đăng ảnh hậu trường có sự góp mặt của Thành Nghị lên trang cá nhân. Được biết, có rất nhiều paparazzi vây quanh phim trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương để săn ảnh của dàn diễn viên nổi tiếng, nhất là Thành Nghị. Mới đây,
mạng xã hội xứ Trung bùng nổ trước đoạn clip dài 48 giây, hé lộ những khoảnh khắc đẹp của Thành Nghị tại phim Trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền. Trong clip, sao nam sinh năm 1990 diện trang phục cổ trang tông trắng, được đính kết họa tiết rồng phượng đẹp mắt. Dù hình ảnh chất lượng thấp, nhưng vẫn không làm lu mờ nhan sắc, khí chất đỉnh cao của Thành Nghị. Thậm chí, nam diễn viên được nhận xét có khí chất thoát tục, chuẩn mỹ nam cổ trang hàng đầu xứ Trung. Được biết, để ghi lại được khoảnh khắc này, paparazzi đã phải trèo lên cây cao, chịu cái rét lạnh giá. Trên mạng xã hội, bức ảnh nhóm người trèo cây gần phim Trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Vương Quyền nhận được sự quan tâm lớn. Netizen dành lời khen cho sự lăng xả của giới săn ảnh xứ Trung. Tuy nhiên, không ít người cũng cảm thấy lo lắng vì đây là một hành động rất nguy hiểm cho cả paparazzi lẫn đoàn phim. Việc bị leak ảnh hậu trường, tạo hình nhân vật khi đang ghi hình là điều không hề hiếm gặp đối với các dự án phim ảnh Hoa ngữ. Thời gian gần đây, Quốc sắc phương hoa của Dương Tử và Lý Hiện cũng gặp tình huống tương tự. Không chỉ có Thành Nghị, Dương Tử và Lý Hiện cũng bị paparazzi săn lùng ráo riết khi đang ghi hình cho Quốc sắc phương hoa. Lưu Dục Hiểu bùng nổ nhan sắc trong bộ ảnh mới khiến fan không khỏi ngỡ ngàng. Mới đây, trên tài khoản Weibo cá nhân, Lưu Dục Hiểu đăng tải bộ ảnh mới với tạo hình độc đáo, khiến người hâm mộ xôn xao. Nữ diễn viên gây chú ý với phong cách ngọt ngào thường thấy, nhưng cũng mới lạ hút mắt. Ngay khi vừa đăng tải, bộ ảnh mới của Lưu Dục Hiểu nhanh chóng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội và nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Bên cạnh lời khen ngợi dành cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của Lưu Dục Hiểu, đông đảo người hâm mộ cũng bày tỏ, nữ diễn viên sẽ có một năm mới đầy năng lượng với nhiều dự án chất lượng. Lưu Dục Hiểu là nữ diễn viên trẻ sinh ngày 27 tháng 9 năm 1999, đến từ Thượng Hải. Năm 2019, cô chính thức gia nhập ngành giải trí sau khi tham gia vào chương trình Phái Diễn Xuất, chương trình về diễn xuất do Youku sản xuất. Sau đó, Lưu Dục Hiểu xuất hiện trong bộ phim Cổ Trang Ngọc Chiêu Lệnh 2021 với vai diễn Kỳ Mục Y La. Đây cũng là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Năm 2022, Lưu Dục Hiểu được khán giả trong nước biết đến nhiều hơn qua vai diễn nữ chính Lâm Tích trong bộ phim Thanh Xuân Học Đường Thời Gian và Anh Vừa Hay Đúng Lúc. Sau thành công của Thời Gian và Anh Vừa Hay Đúng Lúc, Lưu Dục Hiểu có bước tiến quan trọng trong sự nghiệp khi liên tục có nhiều lời mời hợp tác đóng phim. Trong năm 2023, Lưu Dục Hiểu đã có 5 bộ phim phát sóng tính tới thời điểm hiện tại là Ngọc Quốc Giao, 7 Kiếp May Mắn, Vân Chi Vũ và Tây Xuất Ngọc Môn. Tuy chủ yếu là các vai nữ phụ, nhưng nữ diễn viên được đánh giá khá cao. Hiện tại cô còn 2 bộ phim đang chờ phát sóng là Đấu Phá Thương Khung 2 và Tích Hoa Chỉ. Đặc biệt, sau thành công từ vai nữ phụ phản diện, sát thủ Thượng Quan Thiển trong bộ phim Vân Chi Vũ, Lưu Dục Hiểu ngày càng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nữ diễn viên liên tục nhận được lời mời tham gia sự kiện và ngày càng có nhiều người hâm mộ. Giữa cơn bão tuyết tung loạt poster mới, báo hiệu ngày phát sóng không còn xa. Vừa qua, mạng xã hội xứ Trung rần rần thông tin, bộ phim Giữa Cơn Bão Tuyết do Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch đóng chính sẽ lên sóng vào ngày 31 tháng 1 tới đây. Ngay lập tức, các mọc phim đã được một phen rần rần, nhiều người đã bày tỏ sự phấn khích bởi sắp được chứng kiến câu chuyện tình yêu song hành với theo đuổi ước mơ của cặp nam nữ chính, sở hữu vi dù với ngoại hình tương xứng, phản ứng ngọt ngào, lẫn diễn xuất hợp mắt người xem. Tuy nhiên, thực tế đây chỉ là một tin đồn, vì vậy khán giả vẫn nên chờ đợi xác nhận từ phía đoàn phim. Trước đó, dân tình cũng được một phen hú hét khi đoàn phim poster nam nữ chính trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa lúc trời đổ tuyết. Sau động thái này, khán giả ngày càng mong ngóng Giữa Cơn Bão Tuyết lên sóng. Được biết, Giữa Cơn Bão Tuyết là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo. Giữa Cơn Bão Tuyết đã khai máy vào cuối tháng 1 năm 2023 và chính thức đóng máy ngày 25 tháng 5 năm 2023 vừa qua, với sự tham gia diễn xuất của nam chính Ngô Lỗi vai Lâm Diệt Dương và nữ chính Triệu Kim Mạch vai Ân Quả. Ân Quả và Lâm Diệt Dương gặp nhau trong một cơn bão tuyết dữ dội nơi đất khách quê người. Cả hai đều là cơ thủ tài ba của môn thể thao bi-a tại Trung Quốc. Vì có cùng sở thích nên cả hai dần trở nên thân thiết hơn, cùng đồng hành theo đuổi ước mơ, gặt hái được quả ngọt trong cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Giữa Cơn Bão Tuyết hiện đang là một trong những dự án phim tình cảm hiện đại được khán giả cực kỳ mong đợi. Theo hình ảnh phim trường được tiết lộ thời gian qua, có thể thấy Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch đều được khán giả đánh giá cao, vừa có tài vừa có sắc, đặc biệt là khả năng kết hợp ăn ý giữa hai người. Mặc dù chỉ với một tấm poster của nam nữ chính, nhưng có thể thấy, động thái mới này từ phía đoàn làm phim Giữa Cơn Bão Tuyết cũng khiến khán giả vui mừng. Hiện người hâm mộ đang nóng lòng mong chờ thông tin lịch phát sóng chính thức bộ phim này từ phía nhà sản xuất. Video đến đây là hết.
Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.